Ai đó? Chủ nhân Tiêu Diêu công tử lệnh cho tại hạ bái kiến lão tiền bối. Diêu gì nè? Xưa nay chưa từng nghe. Ở đây có thiệp mời và ngân phiếu 3.000 lượng, xin lão tiền bối nhận cho. Không ngờ còn muốn mua chuộc ta. Người học võ có khí tiết của người học võ, quyết không nương tựa tà môn. Lão tiền bối hiểu lầm rồi. Ngân phiếu này chỉ là chút tâm ý của chủ nhân, xin lão tiền bối nhận cho. Xưa nay ta không nhận lễ lộc. Vậy xin lão tiền bối đến Tiêu Diêu cung để chỉ điểm võ công cho hậu bối. Xưa nay ta không nhận đệ tử. Điều này, đừng điều này điều nọ nữa. Các người biết chữ không? Xem trên tường viết gì đi. Không nợ ân tình, không nhận lễ, không dạy võ. Lão tiền bối, tiền bối hãy đến một chuyến đi. Nếu tiền bối không đi, chủ nhân sẽ trách phạt chúng tôi đó. Đúng vậy, tiền bối hãy nể mặt hai tỷ muội này đến một chuyến đi, được không? Tiền bối, thật ra tiền bối không già chút nào. Lão tiền bối chỉ là tôn xưng tiền bối thôi. Tiểu nữ thích nhất là đàn ông chững chạc như tiền bối đó. Xin hai vị tôn trọng bản thân một chút. Vì chúng tôi thích lão tiền bối cô đơn một mình, quá đáng thương đó thôi. Đúng vậy, hãy để hai tỷ muội này hầu hạ tiền bối đi. Tránh ra. Ông dừng tay. Nhân lúc lão chưa ra tay, mau cút khỏi đây đi. Nếu không thì sẽ mất mạng. Mau trở về bẩm báo với công tử đi. Võ lâm bại hoại, bỉ ổi hạ lưu. Lão già này không biết điều. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Công tử, chúng tôi còn đến nhà cho lão ta sỉ nhục nữa. Đúng rồi công tử phải hả giận giùm chúng tôi đó. Công tử, theo thuộc hạ thấy, đối phó lão già ngoan cố này chỉ có thể dùng trí. Cách gì chúng tôi cũng dùng hết rồi. Lão già này nhu cương đều không chịu, khó đối phó lắm. Phương Hạc, người có cao kiến gì không? Công tử, điều chúng ta cần không phải là con người lão ta, mà là võ công cái thế của lão. Hay là công tử đích thân ra mặt tiếp lão vài chiêu đi. Có lý lắm. Mọi người tự cho mình là danh môn chánh phái này thật ra không khó đối phó. Nhưng công tử, binh không ngại gian trá, tấn công bất ngờ đi. Vạn bối Dương Phương Hạc bái kiến lão tiền bối, ta không tiếp khách. Tại hạ chỉ muốn được chỉ giáo, ta không nhận đệ tử. Ý tại hạ là muốn so tài. Ngươi chỉ là tự chuốc lấy khổ thôi. Trường Giang sống sau để sống trước, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Nếu tại hạ đoán không sai, có lẽ tiền bối đã tuổi già sức yếu, không cầm nổi kiếm rồi. Ai nói ta không cầm nổi? Vậy thì đừng làm con rùa rút đầu, ra ngoài động thủ với tại hạ đi. Giao long xuất hải, như mưa như luân, hào quang phản chiếu, thiên đoá tử dân, nhất trụ kình thiên. Đồ chuột nhắt, muốn học trộm chiêu thức hả? Ngươi là ai? Tiểu già già đây là Tiêu Diêu công tử. Ngươi chính là tên cuồng đồ muốn xưng bá võ lâm phải không? Lão đây sẽ dùng tay không đánh chết tên bại hoại nhà ngươi. Chỉ sợ lão đánh không chết thôi. Ngươi tiếp chưởng đi. Chỉ thủ không đánh, rõ ràng là muốn học trộm võ công của lão. Lão không mắc bẫy nữa, đuổi theo. Tiểu súc sinh, chiêu thức thất sát là phải liên kết 7 chiêu thức lại mới phát huy được công lực lớn nhất. Người chỉ học được 2 chiêu thì đã dương dương tự đắc, không ra gì cả. Tiểu gia gia này sẽ cho lão mở rộng tầm mắt.
Mấy chiêu này của lão rất nhiều biến hóa, ta không thể nhận ra chiêu thức nào cả. Ta thấy nên nghĩ cách bắt lão về Tiêu Diêu Cung, buộc lão dạy cho chúng ta. Chúng ta cùng lên đi. Thuận thảo bất lưu này khắp người đều là độc. Lão già kìa, xem lại tay mình đi. Thuận thảo bất lưu, bỉ ổi đê tiện. Nếu lão nương tựa ta, ta sẽ giải độc cho lão ngay. Nếu lão còn lui về phía sau một bước thì lão sẽ làm ma với dược thẩm đoạn hồn đó. Ngôn mổ dù có chết cũng phải giữ nguyên tắc. Sau khi lão quái vật này làm ma với dược thẩm đoạn hồn, xem như chúng ta không còn mối họa tâm phúc nữa. Chiêu thức thất sát của lão cũng đi theo lão rồi. Đáng tiếc thật. Bạch nữ hiệp, nếu lão quái vật không tránh chỉ phong băng phách hàng châu của nữ hiệp, cũng không tung ra chưởng pháp đánh Quách Thiên Uy đó đâu. Nào, tại hạ mời nữ hiệp một ly. Phương Hà, thương tích của Quách đại hiệp sao rồi? Ông ấy dùng đan hoàng của công tử đỡ nhiều rồi, nhưng thương tích không nhẹ. Như vậy là Ngôn phủ đã nương tay lắm rồi. Nếu không, chưởng đó đã đánh chết Quách Thiên Uy rồi. Ta muốn nói Ngôn phủ kia, sau khi làm ma với dược thẩm đoạn hồn, hắn sẽ tìm vợ con hắn đi đoàn tụ. Công tử, lần này công tử đã giúp gia đình họ rồi. Lão tiền bối, tiền bối biết hết mọi chuyện trên giang hồ, xin kể thêm chuyện của Ngôn phủ gia cho vạn bối nghe. Được. Trước đây Ngôn phủ với Tiêu Phù Dung quả là hai người rất nổi tiếng. Hai người họ có thể nói là trai tài gái sắc trời sinh, một đôi phu thê rất tốt. Không ngờ. Mau nói đi. Không ngờ sau đó xuất hiện một cô gái miêu cương tên là Vưu Anh Hoa. Hả thích Ngôn phủ, cho nên Ngôn phủ đã rất phiền lòng. Bà mau nói đi, đừng mãi mày uống rượu nữa, mau nói đi. Tình tiểu tử này, ngươi đừng xem vào, thiệt tình. Sau khi Tiêu Phù Dung sinh con, trong lúc còn trong tháng, Ngôn phủ nghiện rượu kia, sau khi uống rượu mất lý trí, trong lúc tức giận, Tiêu Phù Dung đã bồng con nhảy xuống vực thẳm đoạn hồn. Lão tiền bối, Vưu Anh Hoa kia xinh đẹp không? Người ta gọi là yêu cơ trên giang hồ, làm gì không xinh đẹp được. Thiếu niên không có người nào xấu mà. Bà, vậy năm xưa bà cũng xinh đẹp lắm phải không? Tất nhiên là xinh đẹp rồi, còn phải nói sao? Lão tiền bối, sau đó thì sao nữa? Sau đó đáng tiếc lắm, gia đình Ngôn phủ đã kết thúc.
Tiếc là lão quái vật kia không thu nhận đệ tử nào. Chiêu thức thất sát của ông ta, trời ơi, ngay cả một truyền nhân cũng không có. Đáng tiếc thật. Quái thú. Là người sao? Vẫn còn thở. Chưa chết. Không được cứu người. Không được nợ ân tình. Không được tập võ. Mình như vậy có phải là cứu người không? Không mà. Mình chỉ là bắt rắn cho mẹ làm thuốc thôi. Chàng trai trẻ, thả con rắn đó, để nó cắn ta đi. Lão bá, con rắn này độc lắm. Lão bá muốn con thả nó để nó cắn lão bá sao? Vì ta không muốn chết nên mới để cho rắn cắn ta thôi. Lão bá đừng gạt tôi nữa. Tuy mẹ con không cho cứu người, nhưng không kêu con giết người đâu. Chuyện này con không làm. Cậu không cho nó cắn ta chính là giết người đó. Thì ra ông lão này muốn chết. Đáng thương thật. À, không được. Ở đây có rất nhiều rắn độc. Phải nghĩ cách đưa ông ta đến nơi an toàn mới được. Mình như vậy không được xem là cứu người. Không có lỗi với mẹ đâu. Cậu đã cứu ta hả? Lão bá tỉnh rồi à? Không phải con cứu lão bá đâu. Ta cũng không thích được người ta cứu. Ở đó quả là có rất nhiều rắn độc mà. Nhờ có những con rắn độc đó đấy. Rắn độc hả? Ở đây nè. Con không thể cho lão bá đâu. Rắn này mẹ con sẽ dùng làm thuốc. Không cần nữa. Ta đã bị rắn độc cắn rồi. Lão bá bị rắn độc cắn rồi sao? Sao lão bá vẫn còn sống? Điều này gọi là lấy độc trị độc. Cậu không hiểu đâu. Để con đi lấy nước rửa tay rửa mặt cho lão bá. Không cần đâu. Nhờ có đất bùn ở hàng đầm đó ngăn cản được độc tính trên người ta tấn công phủ tạng. Vì ra lão bá cũng biết y thuật. Võ thuật y lý đều có liên quan với nhau. Nếu không chết được thì phải tiếp tục sống. Qua đây đỡ ta ngồi dậy. Lão bá hãy nằm đó nghỉ ngơi thêm đi. Không cần nghỉ ngơi đâu. Ta muốn ngồi dậy vận công trị thương. Đây là lần đầu tiên ta cầu xin người khác trên đời. Sau này ta sẽ đền đáp cậu. Lão bá không cần đền đáp. Sau khi lão bá bình phục, cho con một văn tiền đi. Coi đó là tiền công thuê con. Như vậy là được rồi. Tên tiểu tử này dễ thương thật. Rất hợp khẩu vị của ta. Cậu hãy canh chừng ở đây. Không được rời khỏi. Không được đến gần. Bất kể ta có xảy ra chuyện gì, đều không được động đến ta. Dạ. Cậu từng luyện võ chưa? Cậu biết thiền định không? Thật ra cậu có biết không? Khi còn nhỏ con từng luyện công, cũng từng thiền định. Nhưng mẹ con
Được rồi, cậu hãy xếp bằng thiền định đi. Nhắm mắt lại, ngậm môi lại, cắn răng lại, đầu lưỡi chấm lên hàm trên, hô hấp theo nhịp tim, âm thầm đếm hơi thở của mình. Hơi thở hả? Hít một cái, thở một cái là một lần. Sau khi đếm từ 1 đến 10 thì hãy đếm lại. Cậu làm theo đi. Dạ. Cuối cùng mạng sống của ta đã được nhặt về rồi. Hằng Nguyệt về rồi, Hằng Nguyệt về rồi. Mẹ, mẹ. Nhất định là mẹ phát bệnh nữa rồi. Mẹ. 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 Mẹ uống trước đi. Con phải tìm được danh y để trị khỏi bệnh cho mẹ. Chân của mẹ không thể trị khỏi đâu. Nhưng con không nhẫn tâm nhìn thấy cách 7 ngày mẹ phải chịu dày dò như thế này. Mạng sống của mẹ có thể chịu đựng được bao nhiêu năm nay hoàn toàn là nhờ hang động hàng thạch này và thuốc từ rắn độc của con. Bệnh của mẹ là đã trúng phải cổ độc của con tiện nhân Miêu Cương Vưu Anh Hoa. Vưu Anh Hoa hả? Cô ta là ai? Sao lại hại mẹ? Mẹ không có thù oán gì với ả. Hơn nữa, mẹ còn là ân nhân cứu mạng của ả. Nhưng tại sao cô ta lại vì ả muốn chiếm được cha con? Cho nên mẹ mới lập ra giới điều không được cứu người. Nguyệt Nhi, sao hôm nay con về trễ vậy? Vừa rồi trong lúc con đến hàng đầm để bắt rắn, gặp một ông lão bị hôn mê. Con đã cứu lão hả? Dạ không. Vì con thấy bên đó có rất nhiều rắn độc, đưa ông ấy đến một nơi an toàn thôi. Như vậy không phải là cứu người. Đúng vậy. Lão bá đó nói không phải con đã cứu ông ấy. Ông ấy có dáng vẻ như thế nào? Có phải là một người đàn ông trông rất oai phong, trên người mang theo một thanh bảo kiếm không? Không, ông ấy không mang theo bảo kiếm. Hơn nữa, khắp người đều là đất bùn ở hàng đầm, không oai phong chút nào cả. Sau này, nếu con gặp một người có mang theo bảo kiếm và trông rất oai phong, con tuyệt đối đừng đếm xỉa đến hắn. Dạ. Lý công tử đến rồi. Lý công tử đến rồi. Minh Nguyệt khấu kiến Bắc Dương gia. Minh Nguyệt miễn lễ. Ngồi đi. Các người lùi hết đi. Tuân lệnh. Minh Nguyệt, chuyện mua chuột cao thủ trên giang hồ tiến hành như thế nào rồi? Bẩm Dương gia, cao thủ có môn phái gần như đã nương tựa chúng ta. Chỉ là Ngôn phủ, mọi người gọi là Kiếm Đế,
thà chết cũng không khuất phục. Nhưng ông ta đã trúng độc của Bách Động Đường Chủ rồi, giả lại còn bị ép đến nhảy xuống vực thẳm đoạn hồn. Hắn có võ thuật tinh hoa trên người, tự xưng là kiếm pháp thất sát, thiên hạ vô địch. Tiếc là Minh Nguyệt cũng có đồng cảm, nhưng Minh Nguyệt đã học trộm được hai chiêu kiếm pháp, hiện đang khổ luyện, hy vọng không lâu sau sẽ tự sáng lập ra một bài kiếm pháp mới. Minh Nguyệt, người muốn làm minh chủ võ lâm, dĩ nhiên là phải có võ công cái thế. Từ nhỏ người đã là thiên tài võ học rồi, không hổ danh là con cháu tướng môn. Dương gia quá khen. Lần này Minh Nguyệt phụng chiếu đến đây, chẳng hay Dương gia có căn dặn gì? Phụ Dương đã hạ mật chiếu, bổn Dương phải có được nó mới có thể đăng ngôi danh chánh ngôn thuận. Dương gia, mật chiếu đó tuy là được Chu Lực Ngũ Dương phủ bảo quản, nhưng muốn có được nó không khó chút nào. Đúng lúc có thể lợi dụng bọn người trên giang hồ này. Được, hãy để cho người trên giang hồ đối phó với tên lão nô tài đó đi. Đây cũng là một cách hay. Tính cách to gan. Để cho quản sợ rồi, anh xin nhận tội. Anh, con hỗn láo quá rồi. Cha, bái kiến quận chúa. Cha, ngày nào con cũng luyện võ với sư phụ, nhưng không ai dám tỉ võ với con. Cho dù là có giao đấu cũng đều nhường con không vui chút nào. Hôm nay dù sao cũng đã gặp được một cao thủ, vui thật đó. Vì quận chúa khiêm nhường, thứ lỗi Minh Nguyệt đã mạo phạm. Cha, cha nhìn đi, người ta vừa mới biểu rõ thân phận thì không ai dám tỉ võ với con rồi. Quận chúa thân thủ bất phàm, nhất định là được danh sư chỉ điểm. Tất nhiên rồi, sư phụ của ta chính là người nổi tiếng. Anh, con lui trước đi. Cha còn có chuyện muốn thảo luận với Lý công tử. Dạ. Dương gia, tài mạo song toàn của công chúa, không biết sau này ai là người có phước đó. Minh Nguyệt, chỉ cần ngươi một lòng giúp bổn Dương đăng ngôi, muốn làm phò mã không phải là chuyện dễ lắm sao? Tạ Dương gia ân điển. Minh Nguyệt, có. Tuy kiếm đế đã nhảy xuống vực thẳm đoạn hồn, nhưng sống chết chưa rõ. Một mai còn sống sót, nương tựa lão ngũ, thì hắn sẽ là đại quả tâm phúc của chúng ta đó. Dương gia cao kiến, Minh Nguyệt sẽ cho người xuống vực thẳm xem xét lại. Dù ông ấy đã chết, Minh Nguyệt cũng phải tìm thi thể đó về, như vậy mới yên tâm. Mọi người chia ra tìm đi, cho dù là thi thể cũng phải tìm về đây. Dạ. Xưa nay ta không nhận đệ tử, nhưng cũng không mắc nợ ân tình. Cậu đã cứu ta, ta chỉ còn cách phá lệ, truyền dạy võ công cho cậu, coi như không ai nợ ai. Không, con không cứu lão bá, con cũng không thể tập võ. Dù cậu không cứu ta, dù sao cũng đã trị thương, chăm sóc cái ăn cho ta, đây cũng là ân tình ta đã nợ cậu. Lời dạy của mẹ con có ba không: không được cứu người, không nợ ân tình, không được tập võ. Sao mẹ cậu có cái tật giống như ta? Ba không của ta là không nợ ân tình, không nhận lễ, không dạy võ. Điều đầu tiên không nợ ân tình, ta nhất định phải tuân thủ. Không, nói thật nha, mẹ con không cho con can thiệp vào chuyện thị phi trên giang hồ. Đã phong tỏa Thiếu Âm Tâm Kinh, phế bỏ võ công của con rồi. Tại sao mẹ cậu phế võ công của cậu, không cho cậu tập võ vậy? Mẹ con nói, người tập võ luyện tập đến không có cảnh giới, sau khi luyện được còn muốn nổi tiếng khắp thiên hạ, sau đó sẽ cầu danh lợi, tranh giành quyền thế. Sau khi có quyền thế thì sẽ cuồng vọng tự đại, khiến người ta ghen ghét, bị người ta hãm hại, bị người ta truy sát, không có ngày yên ổn. Mẹ cậu là một tài nữ, hơn nữa còn là văn võ song toàn. Sao lão bá biết vậy? Mẹ cậu hiểu được nhiều đạo lý như vậy, nhất định là có học vấn. Mẹ cậu có thể phong tỏa tâm kinh trên cánh tay cậu, nhất định là có võ công thượng thừa. Đúng, mẹ con đã phế võ công của con, chỉ để lại kinh công cho con, để con săn bắt kiếm sống, là một người bình thường. Mẹ con nói, bình thường tức là hạnh phúc.
Chàng trai trẻ, cậu họ gì, tên gì, bao nhiêu tuổi? Con họ Tiêu, tên là Hàn Nguyệt, năm nay 23 tuổi. Lão bá, con phải về chăm sóc cho mẹ con rồi. Nếu cậu ta theo họ mẹ, công lý nào hai mẹ con họ vẫn chưa chết? Nếu con trai mình vẫn còn sống, chắc là cũng ở độ tuổi này rồi. Mẹ, Nguyệt Nhi, gần đây lúc nào mẹ cũng cảm thấy tâm thần không được yên ổn, hình như sắp xảy ra chuyện lớn gì vậy. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Có lẽ là vì mẹ nằm bệnh quá lâu, sống trong hang động này một mình quá buồn đó thôi. Mẹ, con nghe người ở Vũ Hoa Lầu nói, ở Hội Xuân Đường có một vị thần y tên là Triệu Bách Niên, ngay cả người chết cũng trị được đó. Sau khi con dành đủ ngân lượng, con sẽ đi cầu xin thần y trị khỏi bệnh cho mẹ. Nguyệt Nhi, từ nhỏ thì con đã là một đứa con ngoan. Mẹ biết con rất hiếu thảo, nhưng chân của mẹ không thể trị khỏi đâu. Mẹ, người ta nói hiếu thảo cảm động lòng trời, trời sẽ giúp chúng ta mà. Lão bá, ăn cơm đi. Lão bá. Lão bá. Tiểu tử, cậu là đệ tử đầu tiên trong đời ta rồi. Lão bá, như vậy không phải là ép buộc người khác sao? Đứng dậy. Lão bá, con không thể tập võ đâu. Bây giờ không do cậu quyết định rồi. Tên tiểu tử này còn cứng đầu hơn ta nữa. Con à, mẹ con vất vả thật, nhưng võ công cái thế của ta dù sao cũng phải có truyền nhân. Xoay người phát trưởng hộ thân đi. Mình đã làm trái với điều thứ ba của mẹ. Không được tập võ, nhưng trả thù cha nhất định phải tập võ thôi. Lát nữa bị trách phạt, phải giải thích với mẹ thôi. Hằng Nguyệt về rồi mẹ. 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 Vưu Anh Hoa, con tiện nhân này, ta thề không đội trời chung với ngươi. Mẹ, con là Nguyệt Nhi mà. Mẹ, người cút đi. Mẹ. Công tử sao vậy? Cho ta biết đi. Sao công tử đau buồn như vậy? Mẹ tại hạ đã trúng phải cổ độc của người Miêu Cương, đôi chân đã bị liệt nhiều năm rồi. Giả lại cách 7 ngày đều phải chịu đựng sự giày dò của kỳ kinh bát mạch. Tiểu tử, người đừng buồn nữa. Tiểu thư nhà ta là nữ đại phu tế thế cứu người đó. Thì ra cô nương là nữ đại phu hả?
Đúng vậy, ngươi nhìn đi, trong giỏ đều là thảo dược. Nếu không phải vì hái thảo dược thì hai chủ tớ này tại sao phải đến núi non quang vắng này chứ? Nhưng mẹ tại hạ nói chân của bà ấy không thể trị khỏi. Mọi người xưng lão gia chúng tôi là thần y, ngay cả người chết cũng có thể trị đến sống lại. Huống hồ chỉ là hai cái chân, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy cô nương với Triệu đại phu có xưng hô như thế nào? Ông ấy là cha ta. Tiểu tử, lần này người đã gặp quý nhân rồi, mau nhờ tiểu thư ta đến cầu xin lão gia chữa trị đôi chân của mẹ ngươi đi. Nhưng tại hạ nghe người ở Vũ Hoa Lầu nói Triệu đại phu tục mệnh cho một thương nhân bán muối 30 ngày, phải có 30 đỉnh nguyên bảo. Tại hạ là một thợ săn nghèo, làm sao trả nổi tiền thuốc men cao như vậy? Công tử lầm rồi. Với hạng người vi phú bất nhân đó, cha ta mới thu đắc như vậy. Còn đối với người nghèo, ông ấy thường bố thí thuốc men. Nhưng lời dạy của mẹ tại hạ không được mắc nợ ân tình. Mắc nợ ân tình có thể đền đáp mà. Nếu không thể trị khỏi bệnh cho mẹ công tử, một mai vì vậy mà mất mạng, thì công tử không có cách nào bù đắp lại đâu. Cảm ơn cô nương đã chỉ điểm. Người thấy tiểu thư nhà ta chưa? Thông tình đạt lý biết mấy. Hơn nữa, đối với những chứng bệnh lạ này, cha tiểu nữ rất có hứng thú. Tại sao vậy? Tại vì bệnh lạ có thể giúp ông ấy đạt đến cảnh giới cao hơn trong y thuật. Tiểu thư, không còn sớm nữa, chúng ta phải về rồi. Lão già đã dặn, Ngũ Vương phủ hôm nay sẽ tặng bài biện bằng vàng đến Hồ Xuân Đường. Mẹ, Nguyệt Nhi, mẹ đỡ hơn chưa? Mẹ, con gặp con gái của Triệu thần y rồi. Cô ta lên núi để hái thuốc. Cô ta nói cha cô ta chuyên chữa trị bệnh lạ, giả lại còn không nhận tiền. Mẹ, lần này chân của mẹ có thể trị khỏi rồi. Nguyệt Nhi, con biết tình hình của mẹ mà. Con biết mà, con mắc nợ ân tình. Nhưng Triệu cô nương nói nợ ân tình có thể đền đáp. Mẹ, bệnh ở người mẹ, đau trong tim con đó. Mẹ, mẹ có thể nghe con một lần không? Được rồi, nhưng mẹ không chấp nhận chữa trị miễn phí và tặng thuốc đâu. Điều này mẹ yên tâm, con sẽ nghĩ cách trả hết tiền thuốc này mà. Được. Trong lúc mẹ phát bệnh, mẹ có làm con bị thương không? Không, mẹ nhìn đi, không sao cả, không có chuyện gì cả. Chỉ cần đôi chân của mẹ được trị khỏi, dù mẹ có đánh chết con cũng không sao. Thằng ngốc này lại nói chuyện khờ dại rồi. Mẹ, các vị hương thân phụ lão, mạng người quan trọng, mạng người quan trọng, làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường. Đại phu, mạng người quan trọng, làm ơn tránh đường. Đại phu, đại phu, đại phu, đại phát từ bi cứu mạng vợ tôi với. Mời đứng dậy. Tôn phu nhân mắc bệnh gì vậy? Sinh khó, cô ấy đã tắt thở rồi. Đại phu phải cứu cô ấy, đây là hai mạng người đó. Tôn phu nhân tắt thở bao lâu rồi? Chưa đến nửa canh giờ. Đại phu thấy còn cứu được không? Triệu Phúc, có, mang một cây ngâm chân đến đây. Dạ.
Được rồi, mau tìm bà đỡ đến đây. Có một đứa trẻ mập mạp sắp ra đời rồi. Đại phu, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Đại phu quá là qua đà tái thế. Cảm ơn, cảm ơn. Mau đưa cô ấy vào phòng đi. Nhanh lên đi. Cảm ơn, cảm ơn. Kim về trong nhanh lên. Đại phu giỏi thật. Người đã tắt thở mà đại phu cũng có thể cứu sống. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Đại phu giỏi lắm. Sinh rồi à? Nhất đại quốc thủ. Cảm ơn công công đã đích thân đưa đến đây. Triệu đại phu đã trị khỏi bệnh cho Ngũ Dương gia. Chu Lộc dĩ nhiên phải đến đây cảm ơn rồi. Đây là tiểu nữ U Lan. Mau qua đây bái kiến Chu công công đi. U Lan bái kiến Chu công công. Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Không dám nhận đâu. Cô nương này xinh thật. Bức tranh của đường bá hổ này là Ngũ Dương gia tặng cho lệnh thiên kim. Phiền công công thỉnh an và cảm tạ Ngũ Dương gia. Được, được. U Lan xin cáo từ. Công công, bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Có chuyện gì công công cứ việc nói. Đường Kim Thánh Thượng Anh Minh không lâu trước đây đã hạ mật chỉ, ngai vàng sẽ truyền cho Thất Dương gia. Tại vì trong các vị Dương gia chỉ có Thất Dương gia là con trai của hoàng hậu. Mật chiếu này lão Dương gia chỉ tin tưởng Ngũ Dương gia, cho nên mới giao đạo mật chiếu này cho Ngũ Dương gia bảo quản. Ngũ Dương gia lại giao mật chiếu đó cho lão nô cất giữ. Hoàng thượng có thu xếp anh Minh như thế này, công công còn phải lo lắng điều gì nào? Nhưng xưa nay mẹ của Bắc Dương gia Lý Phi luôn được sủng ái, giả lại quốc cựu Lý đại tướng quân đang nắm binh quyền. Lý công tử Minh Nguyệt còn là người rất cuồng vọng. Đạo mật chiếu này tuyệt đối không được rơi vào tay Bắc Dương gia. Lão nghĩ đạo mật chiếu này được cất giữ ở Ngũ Dương phủ, Bắc Dương gia kia không to gan đến mức công khai cướp đoạt đâu. Chỉ là Ngũ Dương phủ và Lý đại tướng quân phủ nằm trên một con đường, chỉ là cách một tấm vách thôi. Gần đây lão nô luôn cảm thấy Ngũ Dương phủ không được an ninh lắm. Ý của công công là lão nô đã đích thân bồi đạo mật chiếu đó trong bức tranh Ngũ Dương gia tặng cho lệnh thiên kim rồi. Công công, công công có ý ủy thác như vậy, bách niên làm sao gánh vác nổi? Nếu Bắc Dương gia lấy cắp được mật chiếu, bịt miệng người trong thiên hạ, cùng mưu đồ bất chính, gây ra nạn binh đao chiến loạn, hại đến bá tánh, thương vong thiên hạ, thất phu hữu trách. Bách niên được công công ủy thác, dù phải mất cái mạng già này cũng sẽ bảo quản tốt bức tranh, để bệnh nhân của đại phu phải đợi lâu. Xin lỗi, xin cáo từ. Tiễn công công. Mời công công. Cảm ơn, cảm ơn. Xin trở về thỉnh an và cảm tạ Ngũ Dương gia. Ba
Phồn đầu to gan, giữa ban ngày ban mặt mà còn dám bất chính với Ngũ Dương phủ sao? Bẩm Trương tổng giáo đầu, Chu công công đã bị người ta bắt đi rồi. Mau về Dương phủ bẩm báo Ngũ Dương gia đi. Chu Lộc bị bắt rồi sao? Phản hết rồi. Tại hạ bất tài, xin Dương gia tha tội. Bị bắt khi đi hay là trên đường trở về? Trên đường trở về. Đồ vật đưa đến nơi chưa? Đến rồi ạ. Trường tổng giáo đầu, ông hãy tăng cường huấn luyện võ công cho các hộ vệ. Tuân lệnh. Để Ngũ Dương bá sợ hãi rồi. Nha đầu xin nhận tội. Nha đầu xin thỉnh an Ngũ Dương bá. Anh, con đó hả? Ngũ Dương bá, ba thấy con cải Nam Trang có giống không? Ngay cả Ngũ Dương bá cũng không nhận ra phải không? Trường Lam xin thỉnh an công chúa, xin công chúa tha tội. Trường tổng giáo đầu, xưa nay anh luôn nghịch ngợm, đừng lấy làm lạ đấy. Tổng giáo đầu, đắc tội rồi. Công chúa võ công cao cường, tại hạ cảm thấy rất hổ thẹn. Đúng vậy, Ngũ Dương bá nhìn thấy rồi đó. Vừa rồi nếu con không nhường ông ấy, anh Ngũ Dương bá, ở nhà ngày nào con cũng luyện công với sư phụ, nhưng không ai dám so tài với con. Cho nên hôm nay con mới cho báo phụ một sự ngạc nhiên, đến thỉnh an báo phụ đó. Trường tổng giáo đầu, ông lui trước đi. Tuân mệnh. Ngũ Dương bá, sao bá lại thở dài? Không có gì cả. Anh, sao con cũng tập võ rồi? Sư phụ là ai vậy? Vì con thích tập võ mà. Sư phụ con chính là yêu cơ nổi tiếng trên giang hồ, Vưu Anh Hoa. Nghe con nói hình như người này không phải danh môn chánh phái. Dạ, sư phụ là con gái của người Miêu Cương, đã tuổi trung niên mà còn rất xinh đẹp. Xinh đẹp lắm đó. Ngũ Dương bá, hình như bá báo có tâm sự. Bá phiền lòng lắm. Cha con cũng phiền lòng, bá cũng phiền lòng, người lớn ai cũng phiền lòng. Vậy thì anh cáo từ nha. Lần sau con lại đến thỉnh an bá. Truyền Trương tổng giáo đầu, truyền Trương tổng giáo đầu tấn kiến. Dương gia có căn dặn gì ạ? Trương tổng giáo đầu, phái người âm thầm bảo vệ Hồi Xuân Đường đi. Cha, cha có tâm sự trùng trùng. Chẳng lẽ sự mất tích của Chu công công có liên quan đến chúng ta sao? Trong bức tranh của Ngũ Dương gia tặng cho con, có cất dấu mật chiếu hoàng thượng truyền ngôi cho thất Dương gia. Là lão Dương gia đích thân giao cho Ngũ Dương gia bảo quản. Chuyện này có quan hệ rất lớn. Chúng ta nhất định phải bảo quản tốt đạo mật chỉ này, để tránh chiến loạn xảy ra, bá tánh lầm than. Cha, ngươi một hỗn châu đánh tráo đi. Ý kiến hay lắm, ý kiến hay lắm. Nhưng cha, tuyệt đối đừng cho Hành Hoa biết. Đứa trẻ này nhiều chuyện thích khoe khoang. Nếu để lộ chuyện này,
tiết lộ cơ mật này ra ngoài thì sẽ làm hỏng chuyện lớn. Con biết rồi. Mong sao Chu Công Công không khai ra chuyện tặng tranh. Chu Công Công, người thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng tôi biết Dương gia đối xử với Công Công không tệ, nhưng dù sao Công Công cũng là một nô tài. Nếu Công Công có thể cho chúng tôi biết mật chiếu đó đang ở đâu, thì chủ nhân chúng tôi sẽ tôn Công Công làm khai quốc công thần, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Người im đi. Ngũ Dương gia nắm giữ một nửa giang sơn giang nam, rất được lòng dân. Tất Dương gia là con ruột, sau này sự kế thừa ngai vàng là chuyện danh chánh ngôn thuận. Mấy tên giặc cỏ các người mà cũng muốn tạo phản sao? Tất Dương gia dân du tứ hải hiện giờ đang ở đâu? Ngay cả chuyện Tất Dương gia mất tích họ cũng biết rồi sao? Chúng tôi biết Công Công đã đến Hồi Xuân Đường, đã nói chuyện khá lâu với Triệu Bách Niên trong phòng khách. Chẳng lẽ Công Công chỉ đến đó tặng bài biện thôi sao? Nói đi, còn gì nữa không? Tại sao ta phải nói với ngươi? Ta không bán đứng Ngũ Dương gia. Ngươi giết ta đi. Giết Công Công hả? Không đơn giản như vậy đâu. Tại hạ sẽ cho Công Công sống không bằng chết. Muốn chết cũng không xong. Trừ khi Công Công nói là mật chiếu đang ở đâu. Giọng nói này nghe quen lắm. Người chính là tên phản đồ vô liêm sỉ phải không? To gan. Công Công còn dám vô lễ với Tiêu Diêu công tử sao? Tiêu Diêu công tử hả? Lý Minh Nguyệt, quốc cựu Lý đại tướng quân vẫn khỏe chứ? Địa lao này đang nằm trong Lý tướng quân phủ hay là Bắc Dương gia? Không sai, đây là Công Công tự chuốc lấy thôi. Tại hạ nhất định sẽ tìm cho ra mật chỉ đó, sau đó đưa từng khúc người Công Công về Ngũ Dương phủ. Con thông minh lắm, con học nhanh lắm. Tất nhiên rồi, danh sư xuất cao đồ mà. Sư phụ, thủ pháp Phật Quyền Trảm Mạch giỏi nhất của sư phụ đến bao giờ mới chịu dạy cho con đây? Thủ pháp Phật Quyền Trảm Mạch này là chiêu thức rất độc ác. Người trúng chiêu có lẽ sẽ bị tàn phế suốt đời. Thêm một thời gian rồi hãy nói đi. Còn cổ thuật Miêu Cương thì sao? Tại sao vẫn không chịu truyền dạy cho con vậy? Tại vì năm xưa sư phụ nhất thời ghen tị, đã dùng cổ thuật đó tổn thương đến một người. Sư phụ phải hối hận cả đời. Sư phụ, tại sao sư phụ lại dùng cổ thuật với người đó vậy? Tại vì sư phụ đã thích một người đàn ông nhất kiến chung tình. Hèn chi cha con có tốt với sư phụ thế nào, ân cần với sư phụ thế nào, sư phụ đều không động lòng. Khi trái tim của con hướng về một người nào đó, thì trái tim con không thể chứa đựng một người nào khác. Tuổi con còn nhỏ, con chưa từng trải, con không hiểu được điều này đâu. Đây có lẽ là nhân duyên kiếp trước. Là nghiệp, là duyên, rất khó phân biệt. Có lẽ là không phải quan gia không gặp nhau thì phải. Sư phụ, người đàn ông sư phụ nói nhất định là rất tuấn tú, rất oai phong, hơn nữa võ công còn rất cao cường, phải không vậy? Đúng rồi. Thần khí có chứa đựng vài phần cao ngạo của ông ấy, bất cứ người đàn bà nào gặp cũng sẽ động lòng. Huống hồ ông ấy còn có võ công cái thế, làm người làm việc đều có nguyên tắc. Sư phụ, con rất muốn gặp ông ấy. Ông ấy tên gì vậy? Ông ấy tên là Ngôn Phủ.
mọi người gọi là kiếm đế, là một người điên cuồng luyện kiếm. Ai? Là cô hả? Cô đi đi, ta không muốn gặp cô. Ngôn Phủ, ông đừng nói chuyện trái với lòng, cố tình lạnh nhạt. Ông hận tôi, chính là yêu tôi. Ông muốn gặp tôi, lại sợ gặp tôi. Đúng là ta sợ gặp cô, vì phải khơi dậy ái náy trong lòng. Lúc nào ông cũng đang kiềm chế tình cảm của mình, ông đang trốn tránh. Đúng là ta đang trốn tránh. Tại sao lúc nào cô cũng âm hồn bất tán vậy? Tôi là một người đàn bà. Khi một người đàn bà chung tình với một người đàn ông nào đó, họ sẽ gìn giữ loại tình cảm đó đến chết cũng không thay đổi. Đây không phải là duyên, là nghiệp. Dù chúng ta có duyên cũng không có phận. Chẳng lẽ ông với Tiêu Phù Dung có phận không có duyên sao? Không được nhắc đến cô ấy. Trong 20 mấy năm qua, ta vẫn không quên được thảm trạng đêm mưa gió đó. Khi cô ấy phát hiện hai ta ở bên nhau, cô ấy bèn bồng con trên tay, hai mẹ con đều khóc, đi lên đoạn hồn cốc, nhảy xuống dưới tự vẫn. Chuyện này tôi cũng rất áy náy. Nhưng cô ta đã chết nhiều năm rồi. Trước khi chưa tìm được hài cốt, chỉ được xem là sống chết chưa rõ thôi. Ông cố chấp thật, sao phải tự chuốc lấy cái khổ? Cô đi đi. Tôi không đi. Cô không đi, ta đi. Ông ta đi đâu rồi? Ông ấy hả? Người đang nói Ngôn Phủ à? Ngôn Phủ? Không sai chút nào. Kiếm đế Ngôn Phủ. Ngôn Phủ, người hại ta thê thảm lắm. Ông ta giết cha con đó. Ông ta đâu? Ông ta mất tích rồi. Ngươi là ai? Tôi đang định hỏi bà. Bà là ai? Người không cần biết ta là ai. Nói thật cho ta biết đi, ngươi là ai? Bà không nói cho tôi biết bà là ai. Tại sao tôi phải nói cho bà biết tôi là ai? Người... Hộ thể linh trưởng. Võ công của ngươi giống hệt như ông ấy. Chẳng lẽ ngươi là con trai của Tiêu Phù Dung sao? Không sai. Ông ấy giấu ta lâu lắm rồi. Bây giờ bà có thể nói cho tôi biết bà là ai chưa? Ta là người thân nhất của ông ấy. Mẹ, con sai rồi. Con đáng chết. Con không nên làm trái giới điều của mẹ để cứu người đó. Con ngốc à? Mẹ không phải đã tha thứ cho con rồi sao? Con chỉ là đưa ông ấy đến một nơi khác. Như vậy không được xem là cứu người mà. Nhưng con còn bảo vệ ông ấy, trị thương cho ông ấy, mang cơm cho ông ấy nữa. Như vậy cũng không được xem là gì mà. Ông ấy là kẻ thù giết cha của con. Con muốn nói ông ấy là Ngôn Phủ sao? Ông ấy đang ở đâu? Mất tích rồi. Mất tích rồi hả? Ai nói cho con biết? Một người đàn bà rất xinh đẹp. Đàn bà
đó là ai? Bà ta không chịu nói cho con biết, chỉ nói mình là người thân nhất của Ngôn phủ. Không ngờ đôi trai gái này cho đến bây giờ vẫn ở bên nhau. Bọn họ thì vui rồi, còn mẹ, ngày tháng trong hai mươi mấy năm qua là như thế nào? Mẹ, Nguyệt Nhi, để mẹ giải nguyện cho con. Mẹ phải dạy võ công cho con để con trả thù cho mẹ. Mẹ, nguyệt đạo của con đã được Ngôn phủ giải rồi. Ông ấy đã giải cho con rồi sao? Được. Mẹ, đánh đã đi. Nguyệt Nhi, lấy hai cuốn bí kíp võ công đó đến đây. Dạ. Con hãy luyện công theo bí kíp đó. Chỗ nào không hiểu mẹ sẽ dạy con. Dạ mẹ. Mình phải siêng năng luyện tập. Mình phải trả thù cho cha. Giao long xuất hải, như mưa như luân, hồi quang phản chiếu, thiên đoá tử dân, nhất trụ kình thiên. Theo người của tiểu nhân hồi báo, vào ngày lão nô tặng bài biện đến hồ Xuân Đường, từng bí mật thảo luận với Triệu Bách Niên trong phòng khách khá lâu. Triệu Bách Niên với lão Ngũ thường có qua lại với nhau. Đồng thời sau khi lão nô tài bị bắt, trường giáo đầu của Ngũ Dương phủ và các hộ vệ không ngừng đi lại ở hồ Xuân Đường, hình như lại đang âm thầm bảo vệ họ. Bỗng dưng thấy trong chuyện này chắc là có chuyện gì đó. Dương gia yên tâm, tiểu nhân sẽ cho người tìm kiếm mật chiếu đó bằng mọi cách, để cho tiểu nhân thu xếp đi, kể cả chỗ ở của lão thất nữa. Dạ. Minh Nguyệt muốn từ biệt với Dương gia để trở về Tiêu Diêu cung, phái số cao thủ giang hồ đó chia ra tiến hành. Ý của Dương gia thế nào? Được. Hắn đã hứa với tỷ cho tỷ ngồi trên chiếc ghế thứ hai. Một ngày nào đó tỷ cũng sẽ ngồi trên chiếc ghế thứ nhất. Tỷ phải kiểm soát Tiêu Diêu cung, xưng bá võ lâm. Quyền thế hơn cả tình cảm sao? Quyền thế cao hơn tất cả. Sư tỷ, giả tâm của sư tỷ lớn quá rồi. Một ngày nào đó tỷ sẽ chuốc lấy cái khổ. Tỷ mặc kệ. Chuyện tỷ làm xưa nay không hối hận. Tiêu Diêu công tử về rồi, tối mai hẹn gặp một mình tỷ. Tối nay nữ hiệp ở bên cạnh tại hạ, chẳng lẽ không sợ sư đệ yêu quý của mình ghen sao? Hiện giờ ai đang ghen vậy? Bẩm công tử, thuộc hạ có chuyện xin chỉ thị. Nói đi. Quỳnh Thiên Phúc muốn rời khỏi Tiêu Diêu cung, Lý Võ đang ngăn cản ở bên ngoài, không được để hắn ra vào tự do. Phạm là người phản bội ta, giết chết không tha. Bạch nữ hiệp, công tử chúng tôi bỏ ra rất nhiều tiền để mời cao thủ các môn phái. Nếu như người nào cũng giống như Quỳnh Thiên Phúc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, vậy xin hỏi công tử chúng tôi phải đưa ra hiệu lệnh trong cung như thế nào? Chuyện rất hệ trọng. Hắn biết quá nhiều về Tiêu Diêu cung của tại hạ rồi. Một mai tiết lộ ra ngoài thì sẽ làm hỏng chuyện lớn. Điều này với tại hạ và nữ hiệp đều rất bất lợi. Vậy tiểu nữ sẽ ở lại làm con tin, như vậy được rồi chứ? Dĩ nhiên nữ hiệp phải ở lại rồi, nhưng không phải là con tin, mà là khách quý của chúng tôi. Còn Quỳnh Thiên Phúc, tại hạ muốn cho hắn một bài học. Được, tùy công tử xử trí, chỉ cần không giết hắn là được. Phương Hạc,
mang một tấm kim bài miễn tử đến đây, để cho Quỳnh Thiên Phúc đi. Chỉ giữ lại một cánh tay phải của hắn thôi. Công tử, Bạch Nữ Hiệp, công tử chúng tôi đã khoan hồng lắm rồi. Ngọc Tiên, vì tại hạ nể mặt cô nương, như vậy đó là xử phạt nhẹ nhất rồi. Phương Hà, căn dặn kẻ dưới đi, kêu Lý Võ giữ lại một cánh tay phải của hắn. Tuân lệnh. Ngọc Tiên, tại hạ làm như vậy mong cô nương đừng ngại. Cô nương phải hiểu cho nỗi khổ của tại hạ, dẫn dắt nhiều người như vậy không dễ đâu. Sau này tại hạ sẽ bù đắp cho cô nương. Nào, chúng ta uống rượu đi. Cạn nhé. Chủ nhân có lệnh, tự chém đứt cánh tay phải rồi mới đi đi. Không làm được, người dám chống lệnh, vậy để ta ra tay giùm ngươi. Sư đệ, sư đệ, sư đệ, đệ thật sự quá cố chấp rồi. Tỷ tự liệu lấy đi. Sư đệ, mẹ Hàn Nguyệt, mẹ Hàn Nguyệt. Mẹ đến rồi, mẹ đến rồi. Mẹ. Nguyệt Nhi, mẹ quan sát con mấy ngày rồi, luôn cảm thấy nội lực của con chưa đủ. Mẹ nói đúng, mỗi lần khi con dùng sức, luôn cảm thấy sức vẫn chưa đủ. Kiếm pháp thất sát, trước tiên là phải có nội lực, phải đã thông nhậm đốc nhị mạch quyền quan sinh tử, như vậy mới có thể phát huy quy lực của kiếm pháp thất sát. Có cách nào tự đã thông không? Có, nhưng con không làm được. Đều tại mẹ cả. Từ nhỏ không dạy con luyện công cho tốt, sau đó còn lập ra giới điều không được tập võ. Ý trời khó mà chống lại, còn để cho con gặp phải đôi trai gái đó. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, sau này con sẽ siêng năng tập luyện. Nguyệt Nhi, con qua đi. Mẹ, để mẹ giúp con một tay. Không, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn. Con không muốn trả thù cho cha mẹ rồi sao? Muốn chứ, muốn chứ. Nhưng sức khỏe của mẹ. Nguyệt Nhi, mẹ biết con là một đứa con hiếu thảo, nhưng dù sao con cũng không định để mẹ ôm hận mà chết chứ. Mẹ, bài trừ tạp niệm, buông lỏng, nhập tịnh. Thank you.
Mẹ, con đã cảm nhận được cái cảm giác của linh khí chuyển động rồi. Tốt lắm. Mẹ đã thông quyền quan sinh tử cho con rồi. Mẹ, 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 mẹ. Theo mạch tượng cho thấy, phủ tạng của lệnh đường đã khô, kinh mạch chưa đứt. Không phải là người không còn cơ may sống sót, cho nên còn cứu được. Đại phu, nếu như có thể cứu được mạng của mẹ con, thì đời này kiếp này xin làm thân trâu ngựa. Được, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Khi còn trẻ, lệnh đường từng trúng cổ độc. Bà ấy còn dùng nội lực ép cổ độc xuống đôi chân, như vậy mới bị liệt nhiều năm. Đại phu chẩn đoán rất chính xác, Hàn Nguyệt khâm phục vô cùng. Loại cổ độc này đang hoành hành trong kỳ kinh bát mạch của lệnh đường, cho nên lệnh đường phải chịu nỗi đau sống không bằng chết. Lan Nhi, cha muốn dùng ngâm châm đã thông huyệt đạo, ép cổ độc của bà ấy ra, làm cho cổ độc có thể chạy ngược lên trên đến miệng của bà ấy. Sau khi nôn cổ độc ra, dùng thêm thần đan hoạt huyết để máu được lưu thông đến huyệt đạo. Như vậy, ngay cả chứng bị liệt cũng sẽ khỏi. Đại phu, cứ việc dùng châm dùng thuốc. Nhưng sống chết thành bại chỉ có 5 phần thôi. Mẹ, đại phu, tôi đã là thập tử nhất sinh rồi, mời dùng châm. Triệu Phúc có, lấy ngân châm qua đây. Dạ. Mẹ, Nguyệt Nhi, sống chết có số. Nếu mẹ có ra đi thì mẹ không cần phải khổ nữa. Mẹ, Tiêu công tử, công tử là hiếu tử, hiếu cảm động lòng trời, bá mẫu sẽ khỏi bệnh mà. Triệu Phúc, mang hoạt thần đan đến đây. Dạ. Cảm ơn đại phu đã cứu mạng mẹ con. Nơi tiểu thư vẽ trông rất quen. Đây không phải là nơi lần trước dùng lưới tình bắt tiểu thơ sao? À đầu chết tiệt, đáng ghét. Thật ra muốn làm một việc tốt, nhưng sau khi bị mắng, chỉ bằng bớt đi một chuyện sẽ tốt hơn. Hạnh Hoa tốt à, chuyện gì vậy? Nói nghe xem nào. Người lần trước đã dùng lưới tình bắt tiểu thơ, đang đi qua đi lại ở dưới lầu gần nửa ngày rồi. Không biết có nên mời người ta lên đây uống một ly trà không? Muội nói đi. Người đến đây đều là khách, nếu không mời lên đây uống trà, hình như chúng ta hơi nhỏ mọn, đúng không nào? Đúng, Hạnh Hoa. Hạnh Hoa,
Mùi trở nên hiểu chuyện như thế này hồi nào vậy? Quá khen. Chứ cần tiểu thơ không trách mùi nhiều chuyện, mắng bớt một chút là được rồi. Tỷ không trách mùi nữa. Mời công tử. Triệu cô nương. Tôi thấy tôi phải đi rồi. Muội đi pha trà, còn phải đi mua trà nữa. Hai người từ từ nói chuyện đi. Từ từ nói chuyện đi. Đây không phải là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên sao? Đúng rồi. Tại sao cô nương lại nói mình là quỷ hồn? Tại vì Hạnh Hoa đùa với tiểu nữ thôi. Nói là ở nơi hoang vắng như vậy, nếu chỉ có một mình tiểu nữ ở đó, nếu gặp người nào đó, người ta sẽ nghĩ tiểu nữ là hóa thân của quỷ hồn. Thú vị thật. Công tử có tin chuyện luân hồi không? Tin. Cũng tin chữ duyên của nhà Phật. Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối mặt bất tương phùng. Hợp tan của con người đã được định từ trước rồi. Nếu tại hạ không gặp cô nương thì cha cô nương cũng không thể cứu mạng mẹ tại hạ. Ơn lớn không nói cảm ơn. Lời dạy của mẹ tại hạ không được nợ ân tình, nhưng ân này phải trả. Nếu công tử đã tin luân hồi tận số thì đừng cảm ơn cha con tiểu nữ như vậy nữa. Biết đâu kiếp trước hai cha con tiểu nữ mắc ơn ân tình thì sao? Trong siêu thuốc này có 18 loại thảo dược, trong đó có địa lý chi vân nam, bối gia nhĩ lưu hồi thảo, còn có tam tuyết qua trong gió, đều là thảo dược quý hiếm. Hèn chi sau khi mẹ tôi được chăm cứu, dùng qua thuốc của cô nương, vừa dùng được 2 thang thì có thể xuống giường rồi. Thì ra trong siêu thuốc này có trừ độc tam tuyệt. Công tử cũng biết trừ độc tam tuyệt sao? Thang thuốc này là đại hàn, đại nhiệt và trung tính, được xưng là trừ độc tam tuyệt. Nghe nói đây là thánh dược khử độc, được Biển Thước Tề Danh với Hoa Đà phát hiện. Hèn chi lúc nào cha tiểu nữ cũng khen công tử, nói công tử bàn y luận thuốc đều rất có đạo lý, giống như người trong y giới vậy. Không dám, lão báo quá khen. Tại hạ chỉ là trong lúc săn bắn rảnh rỗi thích đọc sách thôi. Thường thức y học này đều đến từ sách vở, xin chỉ dạy thêm. Tiểu nữ từng nghe cha nhắc đến muốn nhận công tử làm đệ tử đó. Vậy thì hay quá. Nếu có thể bước vào cửa nhà thần y, đúng là may mắn ba đời. Triệu cô nương, nhờ cô nương nói giúp vài câu. Lúc nào công tử cũng gọi tôi là Triệu cô nương, gọi không ngừng như vậy, công tử không cảm thấy mệt sao? Triệu cô nương chỉ là tôn xưng thôi mà. Còn nói hả? Lần đầu tiên gặp công tử, công tử đã xem tiểu nữ như giả thú rồi, dùng lưới để bắt nữa. Chỉ là chưa lột da rút gân thôi. Vậy thì cô nương nên trách tấm lưới đó, tuy nó không có mắt, không nhìn thấy vẻ đẹp của cô nương. Trái lại tại hạ rất cảm ơn tấm lưới đó. Nó đã cho hai ta gặp nhau. Cô nương không trách tấm lưới đó rồi sao? Có ai trách tấm lưới đó nào? Thế nào, có bị bỏng không? Cũng tại công tử đó, mãi mê trò chuyện với công tử. Xin lỗi, có bị bỏng không?
Vì phu nhân có sức sống rất mãnh liệt, nội lực kinh hồn, chắc chắn là một vị có võ công cao cường. Đại phu có cái nhìn thấu đáo. Trước đây tôi quả thật có học qua một số công phu quyền cước. Đại phu, sao đại phu biết vậy? Vì phu nhân dùng nội lực của mình để đả thông huyệt đạo của mình, cho nên bình phục nhanh hơn người bình thường. Đại phu có y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân mà. Nhưng lão không hiểu tại sao loại cổ độc này có thể ở trong cơ thể phu nhân 20 mấy năm mà không phát tán, giả lại còn không mất mạng vì độc tính. Con trai tôi còn nhỏ, tôi phải tiếp tục sống. Nghị lực trong cuộc sống, sức sống của phu nhân quả thật rất mãnh liệt. Khi tôi bị trúng cổ độc, tôi đã phong tỏa huyệt đạo, ép cổ độc xuống nơi chân. Còn nữa, từ nhỏ thì mẹ con đã dạy con đi bắt rắn huyết vô thường hoặc thảo dược bách độc sắc thuốc cho mẹ uống rồi. Điều này gọi là lấy độc trị độc. Còn có hang động hàng thạch mẹ con ngủ nữa. Võ thuật y lý vốn có liên quan rất mật thiết mà. Đại phu, chân của mẹ con có khỏi không? Tất nhiên rồi. Lão đã dùng đan dược luyện từ ngũ độc, sau đó còn cho phu nhân dùng hạt đỉnh hồng. Thêm vào đó phu nhân còn dẫn khí trị thương. Lão tin rằng không ngoài một tháng phu nhân có thể đi lại rồi. Đại phu, chân của tôi có thể đi được sao? Không những có thể đi lại mà còn có thể vững bước như bay. Cảm ơn đại phu. Nghe tiếng đàn của tiểu thư, hình như là đang rất vui mừng, trong lòng nhất định đang nghĩ đến người mình yêu. Hạnh Hoa, nếu mũi còn nói bậy thì tỷ sẽ giận không đếm xỉa đến mũi đó. Được thôi, không đếm xỉa mũi hả? Để xem còn có ai nói chuyện như người họ Tiêu với tỷ không. Mũi, được rồi, được rồi. Mũi xuống dưới lầu đây, nếu không lại bị đánh bị mắng ở đây nữa. Mũi đi đây. Hạnh Hoa, mũi quay lại. Tỷ không mắng mũi nữa đâu. Hạnh Hoa, muội thấy Tiêu công tử thế nào phải không? Tỷ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói giả? Lời nói thật là thế nào? Lời nói giả lại như thế nào? Tỷ hỏi muội hả? Không biết. Đầu chết tiệt. Trong mắt người tình xuất hiện đông thi, làm sao muội biết được? Tây thi đó, không có học vấn. Nhưng trong mắt muội cậu ta là đông thi, trong mắt tỷ là tây thi. Cái nhìn mỗi người đều khác mà. Tốt lắm, phu nhân cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy hơi thở thông suốt. Trong lúc dẫn khí, chân khí có thể thông đến tứ chi bách hài. Chỉ cần chân khí của phu nhân có thể thông suốt trong cơ thể thì bệnh tình của phu nhân coi như đã khỏi. Lão phu sẽ cho phu nhân dùng thêm một ít bổ khí hoàng. Triệu Phúc có mang bổ khí hoàng đến đây. Dạ. Ân công, đại ân không nói cảm ơn. Đại phu, ân nặng như núi, không bao giờ quên đâu. Đừng như vậy mà. Hành y cứu người vốn là thiên chức của người hành y. Theo lý mà nói, lão còn phải cảm ơn lệnh đường nữa mới đúng. Vì phu nhân dám mạo hiểm đến tính mạng để lão có thể dùng thuốc thành công như loại cổ độc này. Gần đây, lão đang cùng với con gái nghiên cứu loại cổ thuật miêu cương thần bí có lường này đó. Đại phu có tấm lòng rộng lớn, y thuật hơn người. Hàn Nguyệt, sau này con nên thường xuyên đến lĩnh giáo, có lợi không ít đâu. Dạ, thưa mẹ. Đại phu, bệnh tình của tôi đã khỏi rồi. Mẹ con chúng tôi không làm phiền nữa, xin cáo biệt ở đây. Được, nhớ dùng thuốc đúng giờ, tiếp tục dẫn khí trị thương nha. Dạ, đại phu.
Chúng ta đi. Được, được. Hằng Nguyệt về rồi, Hằng Nguyệt về rồi. Mẹ, mẹ. Nhớ đấy, có ơn thì phải trả. Triệu đại phu là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hằng Nguyệt về rồi, mẹ, mẹ. Nguyệt Nhi, trong lúc mẹ ở Triệu phủ, mỗi bữa tối mẹ luôn nghe thấy có người có khinh công thượng thừa đang đi lại trên nóc nhà. Mẹ đã nói với con rồi, trên giang hồ sắp có chuyện lớn xảy ra. Chắc họ không làm hại một người hành y cứu thế như vậy chứ. Triệu đại phu là người nổi tiếng khắp thiên hạ. Mẹ từng nói với con, người nổi tiếng sẽ bị ganh tị, bị hãm hại, bị truy sát. Huống hồ có chém giết thì sẽ có thương tàn. Y thuật của Triệu đại phu có tác dụng lắm. Mẹ, Nguyệt Nhi, mẹ đã thông quyền quan sinh tử cho con rồi. Con hãy luyện công cho tốt, có lẽ sau này sẽ có ngày đền đáp ơn nghĩa. Dạ, thưa mẹ. Nguyệt Nhi, sau này con phải thường xuyên lui tới Triệu phủ. Còn có U Lan cô nương nữa, con cũng phải đến thăm người ta đó. Dạ. Cha, cha đang nghĩ gì vậy? Con vào đây mà cha cũng không biết. Làm gì? Cha thường đọc sách y vào ban đêm. Gần đây phát hiện không được bình lặng lắm. Con thấy hình như chúng ta đã bị cuốn vào một trận thị phi rồi. Vì bằng hữu phải làm hết sức mình, đặc biệt là đối với bằng hữu như Ngũ Dương gia. Chúng ta, lão gia, Dương gia cho người đến nhờ lão gia điều chế một số an thần đan cho Dương gia dùng. Đây là thư hàm của Dương gia. Dương gia lệnh cho chúng ta phải bảo quản tốt mật chiếu. Thất Dương gia vẫn không chịu trở về. Để đại phu quản sợ rồi. Trương tổng giáo đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Dương gia căn dặn chúng tôi âm thầm bảo vệ Hồi Xuân Đường. Tối nay, trong lúc Trương mẫu đi tuần, phát hiện có người đang ở trên đó nhìn trộm. Tại hạ bất lực, không thể bắt giữ người đó. Làm phiền Trương tổng giáo đầu rồi. Bách niên cảm kích vô cùng. Xin thay mặt lão cảm ơn Ngũ Dương gia. Lan Nhi, mang ăn thần dược hoàng của cha đến đây, nhờ Trương gia mang về cho Ngũ Dương gia. Dạ. Đại phu, trời sắp sáng rồi, Trương mẫu cáo từ đây. Cảm ơn. Vất vả một đêm rồi, uống ly trà rồi hãy về. Triệu Phúc có dân trà. Dạ. Trương tổng giáo đầu, giáo đầu ngồi một lát đi. Cha, con về phòng nghỉ ngơi nhé. Được, con đi đi. Mời ngồi. Đoán tử vi theo tinh tú đây. Người xem bói, xem khí sắc giùm tôi đi. Muội không phải là biểu muội hạnh hoa sao? Đôi mắt linh hoạt to lớn của muội khi còn nhỏ cho đến bây giờ vẫn không thay đổi đó. Tôi là biểu muội của ông sao? Sao muội quên mất rồi? Huynh chính là con trai của biểu tỷ mẹ muội, Nhi Lăng Tử đây mà. Từ nhỏ mình không cha không mẹ, làm sao biết biểu tỷ của mẹ còn có một đứa con trai? Lúc nào huynh cũng nghĩ đến muội, muội quên rồi sao? Lúc còn nhỏ hai chúng ta còn chơi trò mở quán rượu, hai chúng ta cũng từng bái đường thành thân đó. Muội quên rồi sao?
Huynh biết khi muội còn nhỏ thì muội đã bị bán đi. À không, muội được đưa đến nhà Triệu đại phu làm con gái nuôi của ông ấy. Triệu đại phu xem muội như con gái ruột của mình đó. Đúng rồi, Triệu đại phu đúng là rất giỏi, ngay cả người chết cũng có thể trị sống lại. Điều này thì không sai chút nào. Đúng rồi, biểu muội. Nghe nói cha nuôi muội như Ngũ Dương gia, tình như thủ túc. Hơn nữa, không lâu trước đây Ngũ Dương gia còn phái một vị thái giám Chu Công Công đích thân đưa đến đây một tấm bài biện bằng vàng nữa mà. Không phải chỉ có một bài biện đâu, còn tặng cho tiểu thư một bức tranh có giá trị liên thành của Đường Bá Hổ nữa. Biểu muội, muội biết mà, từ nhỏ biểu ca đã thích tranh rồi. Muội có thể nghĩ cách lấy bức tranh đó ra cho biểu ca thưởng thức một lát không? Điều này, biểu ca, thật ra không cần mang ra đây đâu. Bức tranh đó đang được treo trên tường Hồi Xuân Đường mà. Huynh chỉ cần giả là bệnh nhân để đến Hồi Xuân Đường thì có thể nhìn thấy rồi. Đang được treo trên tường Hồi Xuân Đường sao? Đúng vậy. Đồ chuột nhắt, người to gan lắm, còn dám đột nhập Hồi Xuân Đường trộm cắp sao? Trương tổng nhớ đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Có một tên trộm đột nhập Hồi Xuân Đường, mời đại phu về trong xem xét lại, không biết có mất cấp báo vật gì không. Bức tranh này là giả, trong đó không có gì cả. Chúng ta mắc bẫy rồi. Công tử, thật thật giả giả, người xem mối này cũng có thể giả được. Dĩ nhiên là họ cũng có thể treo một bức tranh giả trong Hồi Xuân Đường rồi. Nếu thuộc hạ đã quyến rũ được A Hoàng hầu cận Triệu U Lan, vậy thì màn kịch này có thể tiếp diễn rồi. Công tử, tranh là giả, nhưng người là thật đó. Ha 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 ha.